Năm món nợ ở đời, càng là người nhà càng phải tránh. Kính thưa quý vị, sống ở đời có những điều dù thân thiết đến mấy, gắn bó đến mấy, yêu thương đến mấy, bạn cũng không nên nợ, và đã hứa là phải làm kỷ được. Cuộc sống có những thứ có thể nợ, có thể vay mượn, nhưng năm thứ này thì tuyệt đối không nên. Theo giáo lý nhà Phật, trong cuộc đời mỗi người có những thứ mà tuyệt đối chúng ta không nên mắc nợ ai, dù đó là người thân thiết nhất của mình. Đó là tiền bạc, là ân tình. Vì sao lại vậy? Mời các bạn cùng tìm hiểu nhé. Nợ lời hứa. Lời hứa đã nói ra, nhất định phải làm cho kỳ được. Lời hứa là một sự xác tín giữa người với người, tức là dùng uy tín của mình để mà đổi lại sự tin tưởng của người khác khi chúng ta được họ nhờ cậy hoặc tự mình đề bạt làm một chuyện gì đó. Khi chúng ta đưa ra lời hứa với một ai đó, có nghĩa là chúng ta đang gieo cho họ niềm tin, hy vọng vào những việc ta sắp làm. Nên khi hoàn thành được lời hứa của mình, cũng là lúc ta đem lại cho họ nhiều niềm vui, hạnh phúc cho người khác. Nợ tiền bạc. Nhiều người vẫn nghĩ rằng, đã là anh em trong nhà thì không nên phân biệt của anh, của tôi. Như vậy mới chứng tỏ được tình cảm thân thiết. Thế nhưng, theo quan niệm của người xưa, dù có là anh em ruột thịt thì cũng phải tiền bạc phân minh để tránh việc sứt mẻ tình cảm. Thế nên, nhất định không nên nợ tiền bạc. Giữa anh em người thân, thực ra đôi khi cũng không thể quá rõ ràng về mặt tài chính. Tuy là như vậy, nhưng vẫn có những khoản cần phải thật sòng phẳng. Nên trả thì nhất định phải trả đúng lúc. Có như vậy mới giữ được tình cảm lâu bền. Bạn đừng nghĩ sòng phẳng quá sẽ khiến anh em, bạn bè mất vui. Ngược lại, khi ta không rõ ràng, minh bạch mới tạo cho đối phương tâm lý không thoải mái. Thế cho nên, dù là người thân nhưng tốt nhất cũng hãy sạch sòi các món nợ tiền bạc với nhau. Nợ ân tình. Bạn bè với nhau tốt nhất là không nên vướng vào món nợ ân tình. Đặc biệt nếu là người thân lại càng không nên. Nhiều người có thể sẽ hoài nghi, đã là người thân thì sao tránh được nợ nhau tình cảm? Bởi lẽ thường người một nhà vẫn hay tình nguyện làm gì đó cho nhau, giúp đỡ nhau mà không đòi hỏi, yêu cầu hay đền đáp. Nhưng cũng chính vì lẽ đó mà chúng ta càng nên tỉnh táo để sống một cách trọn vẹn với lương tâm. Người giúp ta một thì ta phải trả một hoặc gấp đôi, thậm chí là hơn nữa. Tuy là thế, nhưng có những ân tình mà có khi cả đời này chúng ta không thể báo đáp. Ngay trước mắt, đó chính là công ơn sinh thành, dưỡng dục của mẹ cha. Vì vậy, hãy không ngừng cố gắng, hãy làm tất cả những gì có thể để báo đáp cho cha mẹ. Ngoài ra, sống trên đời, chúng ta còn phải có lòng biết ơn, lòng lương thiện, để mang ngọn lửa của tình yêu truyền đi khắp nơi. Nếu mỗi người có thể làm như vậy, thế giới này sẽ trở nên đẹp đẽ gấp bội phần. Nợ trách nhiệm. Cuộc sống giống như một vở kịch lớn. Trong vở kịch đó, mỗi người cảm nhận một vai diễn khác nhau. Từng vai diễn lại có những nghĩa vụ và trách nhiệm khác nhau. Ví như, là một người con, bạn cần phải có trách nhiệm, hiếu kính, chăm sóc ông bà, cha mẹ, những người đã có công ơn sinh thành và nuôi dưỡng bạn. Tuyệt đối không được rũ bỏ trách nhiệm này. Hay nói theo cách khác, đó chính là món nợ trách nhiệm của người làm con đối với bậc sinh thành mà bạn cần phải trả. Nếu là vợ chồng, bạn phải có trách nhiệm thủy chung, tôn trọng đối phương, cùng nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Người ta thường nói phải tu ngàn năm mới có duyên làm vợ chồng. Cho nên đừng nợ chồng hay vợ bạn sự chân thành và khoan dung. Nếu là người cha, người mẹ, thì trách nhiệm của bạn chính là nuôi dưỡng, giáo dục, cũng như định hướng tư tưởng cho con mình, để con cái trưởng thành trong môi trường tốt, nhận được nền giáo dục văn minh. Và nếu là anh chị em ruột thịt trong một nhà, món nợ bạn phải nhớ là hãy sống có trách nhiệm, yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau.
nợ thời gian. Người thân bên cạnh chúng ta không bao giờ yêu cầu chúng ta phải có sự thành công to lớn, mà đơn giản chỉ cần mọi thành viên trong gia đình luôn đùm bọc yêu thương lẫn nhau, vui vẻ, khỏe mạnh, đó chính là hạnh phúc, chứ không phải là có nhiều tiền, nhà lầu, xe hơi, hay mỗi ngày được ăn sơn hào hải vị. Vì thế, ai trong chúng ta cũng không nên lãng phí thời gian. Hãy trân trọng từng giây từng phút quý giá bên người thân yêu để yêu thương và chăm sóc họ. Đừng đợi tới khi người thân không còn nữa mới cảm thấy hối hận ăn năn. Những bài học cuộc sống dù là ai cũng không bao giờ được phép quên. Chúng ta sinh ra trong cuộc đời, dù ở vị trí nào cũng cần phải hoàn thành tốt trách nhiệm của vị trí đó. Sống tốt không phải là cố vươn lên cho hơn người khác, mà chính là hoàn thành trách nhiệm của chính mình. Bởi thế nên chúng ta không nên nợ nhau những món nợ này, cho dù đó là người thân yêu nhất. Và nếu có thể không nợ người thân những điều kể trên, thì gia đình sẽ càng êm ấm, thuận hòa. Và đó cũng chính là nền móng vững vàng cho hai từ hạnh phúc. Hy vọng những bài học hay về cuộc sống như trên sẽ giúp tinh thần của bạn luôn vui khỏe mỗi ngày. Công việc ngày càng cao thì những người tỉ mỉ và nghiêm túc ngày càng trở nên hiếm hoi. Cuộc sống mưu sinh đã trở thành cái cớ để nhiều người đánh mất chính bản thân mình. Tuy nhiên, khi bạn có được suy nghĩ nghiêm túc, cố gắng hết mình, không chiếu lệ, chắc chắn người khác sẽ nghĩ bạn là người đáng tin cậy, cuộc sống cũng trở nên tốt đẹp hơn. 2. Một người đáng tin cậy là người có nhân phẩm tốt. Một người phải lấy nhân phẩm là gốc, như vậy thì mới có thể khiến cho người khác tin tưởng được. Cổ nhân dạy, đạo đức có thể bù đắp sự thiếu hụt của trí tuệ, nhưng nếu có trí tuệ mà không có đạo đức thì cũng chỉ là đáng vứt đi. Cũng như Hồ Chủ tịch đã từng dạy, có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài, làm việc gì cũng khó. Nhân phẩm tốt được xem là vé thông hành trong cuộc đời, và chỉ có nhân phẩm tốt thì mới khiến giữa người với người có thể tin tưởng lẫn nhau. Ngoài ra, người có nhân phẩm tốt chắc chắn là người chân thành và đáng tin tưởng. Bởi vậy, muốn biết đối phương có phải là người đáng tin cậy để bạn có thể an tâm khi kết giao hay không, thì chỉ cần xem nhân phẩm của người đó có tốt hay không. Thông minh, mạnh mẽ không bằng tốt bụng. Những người đáng tin cậy sẽ không để bạn phải cảnh giác với mọi thứ và cẩn thận trong mọi việc. Họ hiểu nguyên tắc, việc của thế giới là do con người quyết định và thế giới là vô hạn.